The lovely things that heaven holds, the lovely things that heaven holds, I could remember nine times when he said thank you during our 20 year marriage. I counted them the day he left me when I needed reasons to rejoice instead of despair. The last time he thanked me was the day I had deep cleaned his study and made a delicious feast of roast beef, scalloped potatoes, and blueberry pie, his favorite. In his study, I slammed down his books in anger at how he had let it get so bad. Thoughts of his absence and neglect consumed me while I cleaned the big window behind his desk, which looked out into the yard tall with grass and the garden overgrown with weeds, the garden which once was his pride and joy, and I wondered why I bothered. When he saw the clean room, though, he paused to look around, a look of surprise and almost shock on his face. He thanked me in a quiet way and with a sincerity I couldn't remember him having since our twins were finally conceived after 10 years of frustrating and humiliating infertility problems. And they were 11 years old. My heart melted, and I thought, maybe he's not so bad, he's just been working extra hard. He's distracted, and I don't do enough for him. I watched him eat his dinner and thought how tired and worried he looked, his gray hair was thinning, his shoulders seemed a bit more stooped. Days later, though, I found out that as I worked to remove his cobwebs, dust, and grime, he'd been proclaiming his love in word and deed to Beatrice, and all of my labor couldn't have fixed a thing. Beatrice was David's teaching assistant at the college where he taught medieval literature. During his course on Dante, they had laughed at the irony of her name. He began to do more of his work at the school office as their flirtations became more serious and less time in his study. She was 20 years his junior. The week after he moved out, he came back to pack up his study. I arrived home earlier than expected and saw him smiling and whistling like a man in love as he leafed through the books and put some in a box to keep and some in a box to donate. His hair was noticeably darker and his shoulders less stooped, but the fine lines around his eyes could not be denied. He filed for divorce and agreed, almost too easily, as if the last twenty years meant nothing, as if all he wanted was to be free to my demands for the house, ample alimony, and child support, and soon enough they were married. As I lay in my big bed alone, unable to sleep even after taking double the amount of my prescribed sleeping pills, I imagined their uninterrupted passion and happiness. I imagined David wearing a little apron and helping me cook dinner, mop the floors, and vacuum, each taking a turn dusting while they teased each other and laughed. I imagined them snuggling on the couch reading old books hand in hand. When the girls came home from their visits with them, I prodded them for information to confirm or negate my fantasies. But they were daddy's girls, spoiled since the day they were born way too early, our miracle identical twins who weren't expected to survive, but who had mystified everyone with their strength, and here they were tiny, beautiful, beloved, but for reasons I could never understand, not enough to make him stay. But all they wanted to talk about were their trips to the amusement parks, museums, swimming, the miniature golf course. How was he with her? I inquired, she didn't come with us, Tara said. Dad wants time alone with us. But she had a nice dinner ready when we got home, Tanya added. What's she look like? Is she prettier than me? I imagined the beautiful Beatrice who stole Dante's heart. She's pretty. Tara said, You're the prettiest, Mom, Tanya said. Though I didn't believe her for a second, on the weekends the twins had their trips with their father, I didn't know what to do with myself. With the alimony, I was able to hire a cleaning person and a gardener, something I felt too guilty to do when we were married. I also ordered out more, which gave me free time I had no idea how to fill. David and Beatrice's house was near the college on the other side of town in a nice suburban neighborhood with tree lined streets. The house was modest, not nearly as big as our house in the country. With the wraparound porch and the study, which I converted to a workout room, the dining room, and four bedrooms, which could be reached by one of two staircases the one from the back of the kitchen and the one from the large foyer in the front of the house. We had had many parties with David's university friends, whom I wined and dined and played the great hostess, but did I ever get a thank you? As I drove by their house hoping to catch a glimpse of her, I wondered if Beatrice, with ambitions of pursuing her own PhD, ever threw parties, as the years passed, I found new ways to fill my time. I turn to self-improvement projects like Wei. Những điều đáng yêu mà thiên đường nắm giữ, những điều đáng yêu mà thiên đường nắm giữ tôi có thể nhớ chín lần khi anh ấy nói cảm ơn trong cuộc hôn nhân 20 năm. Tôi đếm chúng vào ngày anh ấy rời bỏ tôi khi tôi lý do cần thiết để vui mừng thay vì tuyệt vọng. Lần cuối cùng anh ấy cảm ơn tôi là ngày tôi đã làm sạch sâu nghiên cứu của anh ấy và làm cho một bữa tiệc ngon gồm thịt bò nướng, khoai tây vỏ sò và bánh Việt quất yêu thích của anh ấy trong phòng làm việc của anh ấy, tôi đã đập đống sách của anh ấy xuống vì tức giận vì sao anh ấy lại để nó trở nên tồi tệ như vậy. Những suy nghĩ về sự vắng mặt và bỏ bê của anh ấy tiêu diệt tôi trong khi tôi lau cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc của anh ấy, trông ra sân cao đầy cỏ và khu vườn mọc um tùm cỏ dài. Khu vườn từng là niềm tự hào và niềm vui của anh ấy, và tôi tự hỏi tại sao mình lại bận tâm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, anh ta dừng lại để nhìn xung quanh, vẻ ngạc nhiên và gần như sốc trên khuôn mặt. Anh ấy cảm ơn tôi một cách lặng lẽ và với sự chân thành tôi không thể nhớ anh ấy đã làm gì kể từ khi cặp song sinh của chúng tôi cuối cùng đã được thụ thai sau 10 năm gặp phải vấn đề vô sinh thất vọng và tủi nhục. Và chúng được 11 tuổi. Trái tim tôi tan chảy và tôi nghĩ có lẽ anh ấy không tệ lắm, anh ấy chỉ đang làm việc chăm chỉ hơn thôi. Anh ấy bị phân tâm và tôi không làm đủ cho anh ấy, tôi nhìn anh ăn tối và nghĩ rằng trông anh mệt mỏi và lo lắng làm sao, mái tóc hoa dâm thưa dần, đôi vai có vẻ khom hơn một chút. Tuy nhiên, những ngày sau đó, tôi phát hiện ra rằng khi tôi làm việc để loại bỏ mạng nhện, bụi bẩn và bụi bẩn của anh ấy, anh ấy đã tuyên bố tình yêu của mình bằng lời nói và hành động với Beaches và tất cả công sức của tôi không thể sửa chữa được một điều gì. Beaches là trợ giảng của David tại trường đại học nơi ông dạy văn học Trung Cổ trong suốt quá trình tìm hiểu về Dante, họ đã cười nhạo cái tên chớ trêu của cô ấy. Anh bắt đầu làm thêm công việc của mình ở văn phòng trường học khi những lời tán tỉnh của họ ngày càng nghiêm trọng và ít thời gian hơn trong việc học của anh. Cô kém anh 20 tuổi. Một tuần sau khi anh ấy chuyển đi, anh ấy quay lại để thu dọn đồ đạc học tập của mình. Tôi về đến nhà sớm hơn dự kiến và thấy anh ấy mỉm cười và huyết sáo như một người đàn ông đang yêu khi anh ấy lướt qua những cuốn sách và cho một số vào hộp để giữ và một số vào hộp để tặng. Tóc anh đen hơn đáng kể và vai bớt khom đi nhưng không thể phủ nhận những nếp nhăn quanh mắt anh. Anh ta đệ đơn ly hôn và đồng ý, gần như quá dễ dàng như thể 20 năm qua chẳng có nghĩa lý gì, như thể tất cả những gì anh ta muốn là được tự do đáp ứng yêu cầu của tôi về ngôi nhà, số tiền cấp dưỡng dồi dào và tiền chu cấp nuôi con, và họ đã sớm kết hôn. Khi tôi nằm trên chiếc giường lớn một mình không thể ngủ được ngay cả khi đã uống gấp đôi lượng thuốc ngủ được kê đơn tôi đã tưởng tượng ra niềm đam mê và hạnh phúc không gián đoạn của họ. Tôi tưởng tượng David mặc một chiếc tạp dề nhỏ và giúp bê nấu bữa tối, lau sàn nhà và hút bụi, mỗi người lần lượt quét bụi trong khi họ trêu chọc nhau và cười. Tôi tưởng tượng họ đang giúp vào chiếc ghế dài đọc những cuốn sách cũ trong tay. Khi các cô gái trở về nhà sau chuyến thăm của họ với họ, tôi đã cung cấp cho họ thông tin để xác nhận hoặc phủ nhận những tưởng tượng của tôi nhưng họ là con gái của bố được chiều chuộng kể từ ngày họ được sinh ra quá sớm cặp song sinh giống hệt nhau kỳ diệu của chúng tôi không hy vọng sống sót nhưng ai đã làm thần bí mọi người bằng sức mạnh của họ và họ ở đây nhỏ bé xinh đẹp được yêu quý nhưng vì những lý do tôi không thể hiểu được không đủ để khiến anh ta ở lại nhưng tất cả những gì họ muốn nói đến là những chuyến đi đến công viên giải trí viện bảo tàng bơi lội sân gôn thu nhỏ anh ấy ở bên cô ấy như thế nào Tôi hỏi, cô ấy không đi cùng chúng tôi, Tara nói. Bố muốn có thời gian ở một mình với chúng tôi, nhưng cô ấy đã có một bữa tối ngon lành sẵn sàng khi chúng tôi về đến nhà, Tania nói thêm. Cô ấy trông như thế nào? Cô ấy có xinh hơn tôi không? Tôi tưởng tượng Beatrice xinh đẹp đã đánh cắp trái tim của Dante. Cô ấy thật xinh đẹp, Tara nói. Mẹ là người đẹp nhất, Tania nói, mặc dù tôi không tin cô ấy dù chỉ một giây vào cuối tuần cặp song sinh có chuyến du lịch với bố tôi không biết phải làm gì với bản thân với số tiền cấp dưỡng tôi đã có thể thuê một người dọn dẹp và một người làm vườn điều mà tôi cảm thấy quá tội lỗi khi chúng tôi kết hôn tôi cũng đã đặt hàng nhiều hơn điều đó cho tôi thời gian rảnh rỗi tôi không biết làm thế nào để lấp đầy nhà của David và Beatrice gần trường đại học ở phía bên kia của thị trấn trong một khu phố ngoại ô xinh đẹp với những con đường dập bóng cây Ngôi nhà khiêm tốn, gần như không lớn bằng ngôi nhà của chúng tôi ở nông thôn, với mái hiên bao quanh và phòng làm việc nơi tôi chuyển đổi thành phòng làm việc, phòng ăn và bốn phòng ngủ. Có thể lên bằng một trong hai cầu thang, một từ phía sau nhà bếp và một từ tiền sảnh lớn ở phía trước của ngôi nhà. Chúng tôi đã có nhiều bữa tiệc với những người bạn ở trường đại học của David, những người mà tôi đã cùng nhau đi ăn tối và đóng vai một bà chủ tuyệt vời nhưng tôi đã bao giờ nhận được một lời cảm ơn chưa? Khi tôi lái xe qua nhà họ với hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi tự hỏi liệu Beatrice với tham vọng theo đuổi PSD của riêng mình đã bao giờ tổ chức các bữa tiệc, nhiều năm trôi qua tôi đã tìm ra những cách mới để lấp đầy thời gian của mình. Tôi đã chuyển sang các dự án cải thiện bản thân như vậy.